cách duy nhất để sống sót khi thang máy rơi tự do. Bị rơi tự do khi đang ở trong một cái hộp kim loại nhỏ thật kinh hoàng. Chỉ cần nghĩ về tình huống nghiệt ngã ấy thôi cũng đã khiến chúng ta ớn lạnh rồi. Và chắc bạn cũng từng tự hỏi rằng mình sẽ làm gì nếu cáp thang máy bị đứt nhỉ? Liệu bạn có thể sống sót sau một cú rơi như vậy? Và bạn có nên nhảy để giữ an toàn không? Trong video này, Soi Sáng sẽ trả lời những câu hỏi trên và chia sẻ một số lời khuyên đến từ các nhà khoa học và kỹ sư về những điều bạn nên và chắc chắn không nên làm nếu ở trong thang máy rơi. Đừng nhảy. Có một quan niệm sai lầm phổ biến là nếu bạn nhảy lên ngay trước khi thang máy chạm đất thì bằng cách nào đó lực tác động lên cơ thể bạn sẽ giảm đi. Thứ nhất thì bạn tính toán ra thời điểm mình nhảy lên như thế nào. Bạn không thể nhìn xuyên qua kim loại phải không? Thứ hai, dù cho bạn có nhảy được và điều này vốn là điều cực kỳ khó thực hiện trong khi rơi tự do thì bạn chỉ có thể hy vọng là tốc độ giảm khoảng 3 km/h. Như vậy chắc chắn là không đủ để sống sót. Tệ hơn nữa, bạn có thể làm mình bị thương nặng nếu đầu vào trần. Hành động này không đáng để bạn mạo hiểm chút nào. MythBusters đã thử nghiệm phương pháp kể trên. Tin chúng tôi đi, hình nộm trong thang máy có kết cục không tốt lành gì đâu. Điều tiếp theo bạn không nên làm đó là đừng đứng thẳng. Đứng thẳng và hy vọng được tổ tiên gánh không phải là cách hay. Mọi thứ trước mắt sẽ rất khó khăn đấy. Điều sắp xảy tới là trọng lượng lớn gấp 10 lần trọng lượng của chính cơ thể bạn sẽ dồn lên chân tại thời điểm va chạm. Và như thế sẽ không ai có thể sống sót sau tai nạn này. Bây giờ chúng ta đã biết rõ những điều không nên làm trong thang máy rơi. Hãy đến với những hành động đúng đắn nhất nhé. Nằm sát xuống sàn. Tốt hơn hết là hãy nằm ngửa. Tư thế này sẽ giúp bạn phân phối lực tác động lên toàn bộ cơ thể. Đúng vậy, dù sao thì những chiếc xương mỏng manh của bạn cũng dễ gãy. Tuy điều này còn chủ yếu phụ thuộc vào độ cao của thang khi cáp đứt, nhưng nằm có thể giúp bạn tránh những tổn hại nghiêm trọng hơn. Có thể thôi nhé, đâu ai dám chắc chắn về điều này. Thật khó để suy nghĩ thông suốt trong những tình huống khó khăn như vậy, nhưng bạn cũng nên nhớ dùng tay che đầu. Khi thang máy tiếp đất, khả năng cao là nó sẽ tan tành mây khói. Vì vậy, việc bảo vệ đầu khỏi các mảnh vỡ có thể cứu sống bạn. Vấn đề với việc nằm dưới sàn là... chà, não của bạn đấy. Giống như trong tai nạn ô tô, việc giảm tốc độ đột ngột từ 96 km/h về không có thể và sẽ gây ra chấn động não rất nghiêm trọng. Còn một vấn đề khác, đó là khi bạn rơi không có trọng lượng. Vì vậy, bạn sẽ phải ghìm cơ thể xuống để không bay lên. Vâng, phương pháp này còn nhiều nhược điểm, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các chuyên gia vẫn thống nhất rằng đó là cách duy nhất và thực tế nhất để thoát chết. Betty Lou Oliver, nhân viên vận hành thang máy của tòa nhà Empire State, đã giữ kỷ lục thế giới cho việc sống sót sau vụ rơi thang máy dài nhất trong lịch sử. Cô đã rơi xuống 79 tầng trong thang máy rơi và vẫn sống sót. Thứ đã cứu cô là một sợi dây cáp dài vài trăm mét đã tiếp đất trước thang máy và giúp cú rơi nhẹ nhàng hơn. Điều gây sốc hơn nữa là trước đó vào cùng ngày, một chiếc máy bay đã lao thẳng vào tầng mà Betty đang làm việc. Cô ấy đã sống sót sau tai nạn đó, trong khi 14 đồng nghiệp của cô không qua khỏi. Thật không thể tin nổi, trên đời lại có nhiều người may mắn đến vậy. Về mặt tích cực thì tai nạn thang máy rất hiếm khi xảy ra. Có nhiều người mất mạng hơn khi bước vào các giếng thang máy trống hoặc bị kẹt giữa cửa thang máy đấy. Vì vậy, hãy cẩn thận khi đi đứng và đừng vội vàng vì đi chuyến sau cũng được mà. Ngoài ra, một số giếng thang máy có các bộ đệm đặc biệt. Trong trường hợp khẩn cấp, nó sẽ giúp thang tiếp đất êm ái. Trên thực tế, cách duy nhất để sống sót khỏi một vụ rơi thang máy chỉ có thể là đi cầu thang bộ mà thôi.